Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn NLD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đây, đầu tiên là mình thấy có sự cập nhật về skill của em Ứng Long này. Wow, khủng đấy. Để mình xem skill nó như thế nào nha. À, ghê nhỉ. Lại này anh em ơi. Ủa, được cái chứ. Đây là nó cập nhật thêm quả skill à? À, cái gì đây? Đặc tính của skill là sát thương đơn mục tiêu lớn nhất. Đúng rồi, em Ứng Long này thì đúng là sát thương đơn mục tiêu khủng khiếp nhất rồi. Nhưng mà tại sao đây nó không tính theo một cạp nữa mà nó đánh theo nhiều lần đấy anh em ạ? Đấy, có một sự thay đổi của em Ứng Long về sau này nha anh em. Đấy, anh em thấy này. Đó, sức sát thương nó nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5. Ui, như kiểu là đánh 6 phát vậy nhở. Và phát cuối thì như là nổ bão kích ấy anh em ạ. Đấy, anh em nhìn đã. 1, 2, 3. Đấy, phát cuối bây giờ cũng to nhất. Chứ nó không phải là cạp theo đúng một phát như kiểu là cũ nữa đâu anh em ơi. Và nó sẽ nằm trong quà nạp đầu luôn. Ngày 1 thì mình sẽ vẫn nhận được những cái phần thưởng như vậy. Và ngày 2 thì mình có thể là nhận được thêm em Ứng Long. Ủa, được cái chứ. Nếu như mà sau này có bản cập nhật nó về Việt Nam rồi thì anh em nào mà mới chơi sẽ có lợi thế hơn nhé. Bởi vì là nạp cái gói này nó sẽ ok đấy. À, đến level 22 là có thể nhận được. Uầy, được đấy. Một trong những cái thay đổi lớn nhất ở cái bản Global thời điểm hiện tại luôn. Tiếp theo nữa để mình xem ra mấy bộ skin nó có gì mới mẻ hơn không nha anh em. Wow, cái gì đấy? Swordman, Swordman tức là kiếm sĩ AOC. AOC là viết tắt của gì không biết luôn. Khủng khiếp đấy. Ai à? Thầy tu cá à? Cá chê lên thầy tu này. Thầy tu ở núi vàng. Núi vàng à? Ôi, núi rắt vàng. Rồi, tiếp theo là Drake Him. Thì cái này chịu luôn, không biết là skin gì cả anh em ạ. Uầy, nhìn giống kiểu long thần vãi cả trưởng luôn. Có con rồng sau nha anh em ơi. Khủng đấy. Panda, Phu Pao. Phu Pao là cái gì? Bảo Phú. Ờ, tiếp tục. Serene Shiren. Wow, nhìn lạ nhở. Shiren thì nó giống như kiểu là người cá. Nói chung là liên quan đến thủy cung gì đó anh em ạ. Rồi, có skin Eagle Knight này. Kiếm sĩ, dũng sĩ, hiệp sĩ, đại bàng này. Rồi, đây là cái gì đây? Hả? White Dragon Horse. Ngựa rồng trắng. Bạch Long Mã. Đúng không? Đây là cái gì đây? U Trinh. U Trinh là cái gì nhỉ? U Trinh là Ngộ Tĩnh. Đúng rồi, xem Tây Du Ký mình phải luận ra ngay anh em ơi. Tiếp theo này. Bát Chia. Bát Giới. Hợp lý luôn này. Wukong. Ui ôi, nhưng mà sao? Phan khoan, có gì đó sai sai anh em ạ. Sao lại tròn xoe béo ú thu lú này? Ảo thật đấy. San Jiang tức là đường tẳng. Ây à, béo quá anh em ơi. San Fin. Sa Tăng. À, ô, sao lại gầy còi này? Ủa, béo, gầy, béo, gầy. Rồi đây, One True Love. Một tình yêu, mãi mãi một tình yêu. Thì hôm trước anh em nào mà xem cái video mà cập nhật code mới à, thì mình sang bản Anh để mình lấy em khỉ này này. Mình chụp hình để làm cái thumbnail cho anh em ấy. Ok phết, đẹp. Nói chung là em khỉ này thì đẹp. Killin Warrior. Dũng sĩ cái gì ấy. Killin. Sao người sói các thứ này nó liên quan gì đến Tây Du Ký ta? Ui. Cá này hơi bị nhiều ngoại hình nha anh em. Nào là thầy tu, nào là gọi là cái gì đây? Santa Elevin. Santa là ông già Noel à? Rồi đấy. Frostfang này. Sói băng à? Tiếp tục là Asura God. Hangshan tức là đường tam Asura. Không biết Asura là cái quần què gì luôn. Ủa nhưng mà ngoại hình của nó giống như kiểu là hệ lửa ấy nhỉ? Còn bên này là hệ băng này. À, bên này là hải thần. Thế có khi nào đây là hỏa thần không? Ừ đúng. Mình tư duy khả năng nó hợp lý đấy anh em ạ. God of the Sea là hải thần này. Đây này, Asura God này. Asura khả năng liên quan đến lửa anh em nhá. Rồi, còn lại thì mấy skin cũ nó vẫn vậy thôi. Ờ. Ừ. Ui. À đây là sea view đúng không? Rồi, mấy cái này thì vẫn thế này. Ok, mấy cái này vẫn thế anh em ạ. Thế là tức sau khi mà mình có xong cái skin hải thần này rồi thì sẽ có cái sự kiện liên quan đến hỏa thần nha anh em, bởi vì nó vẫn cùng với cả cái bộ Solen đấu lạn đại lục mà. Sau đó thì sẽ có một số những cái skin mới nữa. Chắc là nó sẽ phụ thuộc vào những cái sự kiện dịp lễ gì đó nên đấy.
Ôi rồi, thế này thì khả năng cao là sắp có skin mới rồi anh em ơi. Bởi vì bên bản Global bản Anh nó nhiều skin lắm, thì bên bản Việt nó chắc sắp có rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ vào bản đấu pháp để cho anh em xem tình hình anh em bên này chơi như thế nào nhá. Mình thấy là lực chiến của mấy anh em bên này nó không cao đâu. Bây giờ mới 1,48 tỷ này anh em này. 1 ức thì là bằng 100 triệu. Tức là 1 tỷ thì nó tương đương với cả 10 ức. Lực chiến top 1 server thì mình có 10 ức rồi. Trong khi đó ở Việt Nam mình có rất nhiều ông là mấy chục ức rồi. 3 4 5 6 7 8 9 chục ức rồi. Ông top 1 ở bên này thì mình thấy vẫn chơi bạo kích này, liên kích này anh em nhá. Rồi, còn Thanh Long là ông đấy chơi luôn này. Uầy, đồng hành thì ông đấy vẫn chơi ông già như bình thường thôi. Đấy, top lên 10 ức người ta vẫn chơi như thế này anh em ạ. Ô, vật cưới ông này có con gì hay đấy, con rùa này. Rùa khổng lồ trông được cái nhỉ. Vật cưới ông này thì mới có bậc 6 thôi. Bởi vì là nó mới kháng được 120%. Ông này phải kháng choáng à. Chứng tỏ là trong server có ông nào đó build choáng khá mạnh nha. Về bộ thần thông thì ông này xài một cái 72 phép biến hóa này, một cái thực hồn chú này, cái này là đan tâm đồng tịnh này, và cái cuối cùng là ông đấy chơi cái tu la thân. Khi vào trận thì sẽ trộn 8,8% công cũng như là 8,8% nhạy bén của kẻ địch. Wow, và bên đấy thì rất ưa chuộng cái giảm sát thương cuối anh em nhé. Ồ, được đấy nhỉ. Wow, ông đấy có build 2 viên ấn ký này giảm sát thương cuối luôn này. Để mình xem đây xem. Cái này là tăng thuộc tính chiến đấu của ông đấy lên này. Còn cái ấn ký này là gì đây? Giảm thuộc tính chiến đấu của kẻ địch này. Ui, cái này là tăng sát thương cuối này. Bên này rất ưa chuộng cái tăng sát thương cuối với giảm sát thương cuối nhé. Ảo ma Canada vãi trưởng luôn. Đấy chính là lý do mà cái bộ tinh quái của ông đấy cũng trang bị. Thứ nhất là em Tiểu Long Nữ. Em Tiểu Long Nữ thì có giảm sát thương khi mà HP xuống 35% này. Và cái thứ hai là ông đấy cũng chơi luôn cái Đại Sơn Yêu. Đại Sơn Yêu là giảm sát thương cuối 14% từ hiệp 1, duy trì đến hết trận luôn. Ây à, căng nhở. Bên này chơi đúng meta kiểu tăng sát thương với cả giảm sát thương anh em ạ. Thì anh em có thể tham khảo về bên meta Việt nhé. Thử view xem như thế nào, tăng sát thương cuối với giảm sát thương cuối nó ra làm sao. Khả năng là mình cũng phải thử thôi. Để mình xem top 2 em build gì nha. Ủa, top 2 không chơi né à? Top 2 ông này chơi hồi máu luôn ạ, hút máu ạ. Ảo thật đấy. Vai, top 2 mình có 421 triệu. Nếu mà top 1 đã lên 1,48 tỷ rồi. Sự chênh lệch quá lớn luôn anh em nhé. Top 3 xem như thế nào đây. Top 3 335 triệu. Và chơi né này. À, ông này cũng không chơi né luôn mà chơi choáng anh em nhé. Ảo thật ý. Chắc là bên này người ta ưa chuộng theo kiểu là chơi phải có sát thương. Thế cho nên là người ta thích chơi kiểu liên kích bạo kích này, PK này, nó choáng chứ các thứ luôn. Top 4 xem ông này chơi né không. Ui, không chơi né luôn. Ông này chơi bạo kích. Top 5, ông này cũng chơi bạo kích luôn này. Top 6, rồi ông này cũng bạo kích với cả liên kích luôn. Top 7, uầy, mai đến top 7 mới có một ông chơi né giống mình. 320 triệu, được cái chứ. Ui, ông này chơi ông già luôn này. Hỗ trợ thì, đồng hành thì có một em Ứng Long. Và bên bản Global đấy thì mình thấy có một cái tính năng nữa, đó chính là khảo sát. Chỉ cần tham gia khảo sát này là mình sẽ có thêm Tiên Ngọc này, có thêm Đào này. Chà, một chút chút thôi, cũng không nhiều anh em ạ. À, hình như là ở trong cái phần tiên cư này là có thêm những cái cập nhật mới này anh em này. Xem nào. Forbidden Trial. À, cái này thì vẫn vậy thôi. Xác nhận. Cái này thì có cái gì mới không? Vẫn thế. Cái này thì sao? Sao con chỉ có 3 tầng ấy nhỉ anh em nhỉ? Ủa? Ảo vậy. Rui. Cái này thì cũng tương tự này. Cái này xem nào. Vẫn thế, có mỗi cái rồi. Khả năng là phải lên level cao hơn là mình có nhiều ải hơn chăng. Nhưng mà phiên bản hiện tại thì nó vẫn vậy, chưa cập nhật gì mấy ở trong cái phần tiên thư này anh em nhá. Ok, thì đấy là bản Global. Anh em thấy như thế nào để lại comment ở bên dưới cho mình biết rồi nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.